Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin tức liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Bất chấp những dè biểu trong dư luận, Putin phải đặt các hệ thống phòng không trên các mái nhà ở Mạc Tư Khoa trước lo ngại bị tấn công tầm xa. Tối thứ Tư, 18 tháng Giêng, trong buổi nói chuyện trực tiếp truyền hình với dân chúng Nga, Vladimir Putin cam đoan với người dân rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, từ sáng thứ Năm, người ta thấy quân đội Nga bắt đầu tấp nập thiết kế các hệ thống phòng không Panzer S-1 trên mái nhà của một số tòa nhà ở Mạc Tư Khoa. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề: Russia puts air defenses on Moscow rooftops amid fear of long-range strike. Nghĩa là Nga đặt hệ thống phòng không trên các mái nhà ở Mạc Tư Khoa trước lo ngại bị tấn công tầm xa. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Các hệ thống phòng không được cho là đã được lắp đặt trên nóc một số tòa nhà ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga khi Điện Cẩm Linh cảnh báo rằng việc Ukraine sở hữu vũ khí tầm xa có thể làm leo thang chiến tranh. Hình ảnh và video được lan truyền trên Twitter hôm thứ Năm về những gì người dùng nói cho thấy các hệ thống phòng không Panzer S-1 trên mái nhà của một số tòa nhà ở Mạc Tư Khoa. Rob Lee, thành viên cao cấp trong chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và một sinh viên đang làm đề án tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King London, đã tuyết rằng các hệ thống này đã được cài đặt trên một tòa nhà hành chính ở Mạc Tư Khoa và trên Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga. Các báo cáo về việc bổ sung hệ thống phòng không mới ở Mạc Tư Khoa được đưa ra cùng ngày với việc phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cảnh báo sẽ leo thang nếu các nước phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Có khả năng, điều này cực kỳ nguy hiểm, nó có nghĩa là đưa cuộc xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới, tất nhiên, sẽ không tốt cho quan điểm về an ninh toàn cầu và toàn Âu Châu, Peskov nói với các phóng viên, theo AFP. Trong khi Hoa Kỳ đã chuyển vũ khí và những viện trợ khác cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào cuối tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông sẽ không cung cấp vũ khí có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công bên trong Nga. Một bài báo của Reuters từ tháng 5 năm 2022 cho biết Tổng thống Biden khẳng định rằng chúng ta sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống hỏa tiễn tấn công Nga. Nhưng Ukraine có thể không cần dựa vào Mỹ để có khả năng tấn công bên trong nước Nga. Tờ Kyiv Independent đưa tin hôm thứ Sáu tuần trước rằng công ty quốc phòng Ukraine Ukroborom tuyên bố họ đã hoàn thành thử nghiệm một máy bay không người lái tầm xa. Máy bay không người lái này có tầm hoạt động hơn 1.000 km và tải trọng khoảng 75 kg. Khi Nga tìm cách ngăn cản phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, một số tài khoản Twitter đã xuất hiện để chế nhạo nước này về việc lắp đặt hệ thống phòng không Panzer S-1. Tài khoản cho chiến dịch Javelin, gây quỹ để giúp đỡ Ukraine, đã tuyết rằng, tin tốt. Các hệ thống phòng không Panzer S-1 đã được lắp đặt thành công trên nhiều tòa nhà ở Mạc Tư Khoa gần Điện Cẩm Linh, bao gồm cả tòa nhà Bộ Quốc phòng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, phải không nào? Charles Lister, một thành viên cao cấp và là giám đốc của Viện Trung Đông về Syria và các chương trình chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, cũng nhấn mạnh sự phát triển mới ở thủ đô của Nga trên Twitter. Đầu ngày hôm nay, Nga đã triển khai các hệ thống phòng không Panzer trên đỉnh một số tòa nhà cao tầng ở Mạc Tư Khoa, bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Chắc người ta đang lo lắng về điều gì, anh ấy đã tuyết với một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đang nháy mắt. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh và Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận. Hà Lan cân nhắc trao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Nội các Hà Lan sẽ xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine nếu chính phủ Kyiv yêu cầu. Trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội hôm thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Hofstra cho biết nội các sẽ xem xét yêu cầu như vậy với tâm trí cởi mở. Tại Davos,
Bộ trưởng Quốc phòng Kasa Olongen cũng cho biết, Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ chi trả cho các xe tăng Leopard 2 hiện đại mà các nước khác gửi tới Ukraine. Đó chắc chắn là điều chúng ta sẵn sàng làm, cô nói. Hofstra cho biết, không có điều cấm kỵ nào đối với việc cung cấp thiết bị thông thường. Các tuyên bố được đưa ra khi nhiều người lo ngại Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn khác trong những tháng tới. Theo Hofstra, Hà Lan chỉ gửi những mặt hàng mà Ukraine yêu cầu. Kyiv hiện chủ yếu cần vũ khí hạng nặng. Đất nước này đã yêu cầu xe tăng chiến đấu hiện đại trong một thời gian. Ba Lan và Phần Lan muốn gửi xe tăng Leopard 2 của Đức, nhưng họ cần sự cho phép của Đức. Có những dấu chỉ cho thấy Berlin đang nhượng bộ. Chính phủ Đức đang chịu áp lực mạnh mẽ để cho phép những chiếc xe tăng này đến Ukraine. Olandjön cho biết tại Davos, Hà Lan sẵn sàng giúp trả tiền để mua xe tăng cho Ukraine, nhưng việc giao hàng phải diễn ra trong phạm vi Liên minh Âu Châu hoặc NATO. Chúng ta đang chờ đợi quan điểm của Đức về vấn đề này, nhưng tôi ủng hộ việc cố gắng tìm ra giải pháp và gửi xe tăng tới Ukraine, Volongen nói. Mỗi lần chúng ta thảo luận với nhau, chúng ta đều thấy có thể cùng nhau cung cấp cho Ukraine những gì họ cần. Hà Lan cũng sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Zelensky khẩn khoản yêu cầu Đức và đồng minh gửi xe tăng tới Ukraine. Tổng thống Ukraine đã khẩn khoản yêu cầu Đức và các đồng minh phương Tây gửi xe tăng chiến đấu của họ tới Kyiv, trong bối cảnh có đồn đoán rằng Berlin sẽ cho phép những chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất được các nước khác tái xuất khẩu sang Ukraine, trong khi vẫn còn lưỡng lự trong việc gửi các xe tăng loại này cho Ukraine. Volodymyr Zelensky phát biểu qua liên kết video khi khai mạc cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ủng hộ Ukraine từ 50 quốc gia ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, nói với Thủ tướng Đức rằng bạn có đủ thẩm quyền, ít nhất là cho phép gửi xe tăng tái xuất khẩu sang Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm trong một bài phát biểu liên kết video rằng xin hành động khẩn cấp bởi vì Nga đang tập trung lực lượng của mình, những lực lượng cuối cùng, trong khi cố gắng thuyết phục người Nga rằng lòng căm thù có thể mạnh hơn cả thế giới. Điều cần thiết là phải tăng tốc, cung cấp vũ khí, bởi vì cuộc chiến với Nga giống như cuộc chiến giữa tự do và chuyên chế. Berlin đang là tâm điểm của cuộc tranh luận về nguồn cung vì nó vẫn chưa cho phép tái xuất bất kỳ chiếc nào trong số hơn 2.000 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất do các nước NATO nắm giữ, để buộc Mỹ phải đồng ý gửi một số xe tăng Abrams cho Ukraine. Hoa Kỳ lập luận rằng xe tăng Abrams của họ chạy bằng động cơ phản lực, không tiết kiệm nhiên liệu và rất khó cung cấp, nhưng đầu tuần này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi xe tăng của Hoa Kỳ để đổi lấy việc Đức gửi xe tăng Leopard. Trước cuộc họp Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Đức, ông Vladimir Pistiri, cho biết việc nước ông sẵn sàng cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ không phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ có sẵn sàng làm điều tương tự hay không. Phát biểu với truyền thông Đức, Pistiri cho biết, một thỏa thuận như vậy không phải là điều mà tôi biết. Các nhà bình luận Đức giải thích việc trình bày lập trường khác biệt giữa Pistiri và Scholz như một chiến thuật khả thi để giúp Thủ tướng rút khỏi lập trường của mình, là điều đã bị Washington và London cho là ngoan cố và phi thực tế, đồng thời cũng bị người trong nước khinh miệt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói bây giờ là thời khắc quyết định trong chiến tranh. Cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Ramstein nhằm tích lũy thêm sự hỗ trợ cho Ukraine vào thời điểm quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, chủ tịch cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, đã đưa ra lập trường trên khi khai mạc cuộc họp ở căn cứ không quân Ramstein. Đây là một thời điểm quyết định đối với Ukraine và là một thập kỷ quyết định đối với thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng nói. Ông lưu ý rằng Nga đang tập hợp lại, tuyển dụng thêm và cố gắng trang bị lại. Đây không phải là một khoảnh khắc để chậm lại. Đã đến lúc đào sâu, Austin nói. Ông nhấn mạnh rằng, người dân Ukraine đang theo dõi chúng ta, Điện Cẩm Linh đang theo dõi chúng ta và lịch sử đang theo dõi chúng ta. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, các đối tác cần giữ vững quyết tâm giúp đỡ Kyiv nhiều nhất có thể, thậm chí tăng cường hỗ trợ, bởi ai cũng hiểu rằng Putin sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến tranh đế quốc vô nghĩa của mình.
Gần đây, ông ta đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo vào những người dân vô tội ôn hòa. Quân đội Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy để phá vỡ tinh thần của người Ukraine. Nhưng họ đã thất bại. Và người dân Ukraine đã truyền cảm hứng cho thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố. Ông lưu ý rằng Nga đang bắt đầu cạn kiệt đạn dược, chịu tổn thất lớn về nhân lực ở tiền tuyến và phải nhờ đến sự giúp đỡ của một số đối tác còn lại. Nhưng ngay cả Iran và Triều Tiên cũng không sẵn sàng thừa nhận rằng họ cung cấp vũ khí cho Nga. Thay vào đó, các đối tác của Ukraine tiếp tục hỗ trợ quốc gia đau khổ này. Austin nói về các gói viện trợ lớn được Washington công bố từ đầu năm. Theo ông, gói 2,5 tỷ đô la Mỹ mới sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các thành phố và bầu trời Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo rằng tổng viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng đã vượt quá 26,7 tỷ đô la. Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ việc cung cấp viện trợ, bao gồm cả về huấn luyện quân sự. Đồng thời, Austin đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp chung giữa các quốc gia. Người đứng đầu ngũ giác đài cũng liệt kê các thiết bị và dịch vụ được cung cấp bởi các quốc gia như Ba Lan, Đức, Pháp và các quốc gia khác. Đây là một khoản đầu tư lớn cho Ukraine. Những người đứng đầu cơ quan quốc phòng của khoảng 50 quốc gia, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Olesi Renjiko đang tham gia cuộc họp nhóm liên lạc ở căn cứ không quân Ramstein. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã phát biểu trước những người tham gia qua liên kết video. Số lượng nhóm Wagner tăng lên khi Prigozhin trở thành vấn đề đối với Putin. Theo các nguồn thạo tin, ở Nga có một nhóm gọi là Siloviki, gồm các thành phần cực đoan bao gồm các cựu chiến binh, các thành viên trong lực lượng an ninh Nga, và các thành phần diều hâu. Nhóm này hết mực đề cao trùm du đảng Wagner Yevgeny Prigozhin đến mức cho rằng hắn ta xứng đáng làm tổng thống hơn Vladimir Putin. Prigozhin đang thực sự trở thành vấn đề đối với Putin. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Wagner group numbers swell as Prigozhin becomes problem for Putin. Nghĩa là số lượng nhóm Wagner tăng lên khi Prigozhin trở thành vấn đề đối với Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Tập đoàn lính đánh thuê mờ ám của Nga, tập đoàn Wagner, tiếp tục mở rộng tới 50.000 chiến binh ở Ukraine. Trong bối cảnh có báo cáo rằng nhà tài chính của tổ chức Yevgeny Prigozhin đang trở nên ngày càng táo bạo trong việc chỉ trích quân đội Nga đặt ra vấn đề cho Vladimir Putin. Lính đánh thuê tư nhân đã tham gia rất nhiều vào cuộc chiến ở Ukraine và đã tuyên bố có công trong việc chiếm được Soledar gần đây, một thị trấn chiến lược ở vùng Donetsk, cách Bakhmut 9 km về phía bắc. Prigozhin, một nhà tài phiệt tỷ phú từng là đồng minh lâu năm của Putin, đã sử dụng việc chiếm được thị trấn để làm mất uy tín của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Anh đã đưa ra một bản cập nhật về tập đoàn Wagner trong bản cập nhật tình báo hàng ngày vào hôm thứ Sáu 20 tháng Giêng, trong đó lưu ý rằng tập đoàn này đã ghi danh với tư cách pháp nhân vào cuối năm ngoái, báo hiệu sự mở rộng nhanh chóng của nó. Việc ghi danh tiếp tục sự phát triển nhanh chóng đáng kể của hồ sơ công khai của nhóm có truyền thống mờ ám này. Prigozhin chỉ thừa nhận thành lập Wagner vào tháng 9 năm 2022, nhưng vào tháng 10 năm 2022, hắn ta đã mở một trụ sở bóng bẩy ở Peterborough, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Wagner gần như chắc chắn hiện chỉ huy tới 50.000 chiến binh ở Ukraine và đã trở thành một thành phần quan trọng của chiến dịch Ukraine. Việc ghi danh có thể nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích thương mại của Prigozhin và hợp pháp hóa hơn nữa tổ chức ngày càng nổi tiếng này. Nhóm này xuất hiện lần đầu ở Ukraine vào năm 2014, khi tham gia vào việc chiếm Crimea. Vào tháng Giêng, các báo cáo xuất hiện cho biết tập đoàn Wagner đang dùng đến việc tuyển mộ các tù nhân từ Belarus để chiến đấu ở Ukraine. Trong một đánh giá về chiến dịch tấn công của Nga hôm thứ Năm, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Putin có khả năng ngày càng đứng về phía những kẻ thù của Prigozhin và nhóm của ông ta, trong một nỗ lực có thể nhằm giảm bớt ảnh hưởng của doanh nhân này ở Nga. Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ lưu ý rằng Putin hôm thứ Tư đã gặp thống đốc Peterborough Alexander Bengov, một trong những kẻ thù công khai của Prigozhin,
lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022, để thảo luận về vai trò của thành phố trong cuộc chiến Ukraine. Putin gần đây đã tái bổ nhiệm đại tá Alexander Lapin, cựu chỉ huy quân khu trung tâm, làm tham mưu trưởng lực lượng lục quân Nga, mặc dù Lapin bị nhóm Siloviki chỉ trích nặng nề. Nhóm Siloviki có khoảng 5 triệu người trong lực lượng an ninh của đất nước, bao gồm an ninh quốc gia, cảnh sát, ủy ban điều tra và các cơ quan khác, một nhóm mà người sáng lập tập đoàn Wagner là một thành viên nổi bật. Prigozhin, cùng với một đồng minh thân cận khác của Putin, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, đã chỉ trích lệnh cấm mới của quân đội Nga đối với các binh lính để râu. Viktor Sobolev, một trung tướng đã nghỉ hưu và là thành viên của Quốc hội Nga, đã bảo vệ lệnh cấm để râu, điện thoại thông minh cá nhân và máy tính bảng như một phần cơ bản của kỷ luật quân đội, trong một cuộc phỏng vấn với RBC News hôm thứ Tư. Prigozhin gọi những lời nhận xét của vị tướng về hưu là lố bịch và là sự cổ hủ từ những năm 1960. Ông cũng cho biết, nhiều chiến binh Hồi giáo và chính thống giáo để râu là phong tục của nhiều chiến binh và các thiết bị điện tử cá nhân là cần thiết cho chiến tranh hiện đại. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh để xin bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.